nắm đùi gà nướng trên đá tại núi Gấm. Sướng rất là mát luôn mọi người. À, hai nàng tiên cá lên tắm suối bị mắc cạn và mắc mưa. Nướng với cái dĩ đó lâu quá, mình mới phát minh mình lấy cục đá nè, rửa sạch sẽ xong bỏ lên nướng được nhiều. Mưa đá, mưa đá. Mình sẽ đi suối Thanh Long nha, ở núi Cấm. Nãy giờ tiếc cái đoạn đường là mình từ dưới chân núi lên tới trên này, mình không có quay cái đoạn mà chạy bằng xe ôm được, rất là thú vị và hồi hộp. Tại mình xách đồ nhiều quá không có tay quay. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng Gió Phương Nam trải nghiệm tại khu vực suối Thanh Long của núi Cấm nha. Lên suối còn xa, phải lau bộ một khúc vậy nè. Mục đích của mình muốn cắm trại là mình cắm ở trên đầu nguồn để cho cái nguồn nước nó được trong sạch và thoáng mát hơn, nên mình phải đi lên trên đây, xách quá nhiều đồ rồi. Từ lúc mà mình đi xe ôm lên cái suối Thanh Long này các bạn, mình tìm chỗ cắm trại, nhưng mà do ở dưới phía chân núi, phía dưới suối á, thì người ta khai thác du lịch khá nhiều, nên mình vô đó mình không thể nào mà mình cắm trại bằng cái liều của mình được, người ta không cho phép. Mình mới tìm lên phía trên thượng nguồn, hy vọng là tìm được một cái chỗ để mình cắm trại lý tưởng. Mà càng lên trên thì vô tình gặp được quán của chị Thanh Vân ngay chỗ cái gốc 4000, cách cái đập thủy điện cái hồ Thanh Long ở trên khoảng 1 km. Ở đây chị rất là nhiệt tình, vui vẻ ha. Mình ủng hộ chị một cái chén tàu hủ non thế này, có 5000 thôi, rất là rẻ nha mọi người. Nghe nói là chị chuẩn bị khai thác du lịch ở khu vực này nhưng mà chị chưa có làm xong. Hy vọng là sau này khoảng một thời gian sau chị làm xong, mọi người, các bạn có lên đây chơi và ủng hộ chị. Lên phía trên thượng nguồn này cái thác rất là đẹp, suối rất là đẹp nha. Mình tắm phía dưới thì có những cái dòng nước ở trên nó chảy xuống, nó không có bằng thượng nguồn ở trên. Thượng nguồn ở trên thì cái nước nó thanh lọc, nó trong mát hơn. Mong mọi người cũng ủng hộ chị. Rất là may và hữu duyên mình đi tới cái quán của chị và nghỉ mệt chút xíu. Sau đó mình sẽ xuống phía khu vực ở dưới chị, nãy chị chỉ phía dưới đó. Chị chuẩn bị công tác du lịch cái suối dưới, mình sẽ cắm trại tại đó và quay clip cho các bạn cùng xem. Rồi mời mọi người cùng mình ăn cái chén là hủ non này xong để mình lấy sức mình xuống dưới mình chơi nha. Mời mọi người. Ngon quá. Cái nước đường ngọt ngọt, không ngọt quá, cũng rất là dễ chịu, có gừng được cũng ngon nè. Đây nè, đưa chị chủ quán xinh đẹp lên kênh luôn nha. Chị chủ quán đây rất là dễ thương, nhiệt tình mọi người. Không gian quán của chị, mình đi tới đây mình mệt cái mình có võng nằm luôn á chị. Đây là có võng nằm, có xe đi luôn, có đầy đủ các loại thức ăn luôn ha. Đâu? Măng ngâm tỏi ớt này, rồi măng chua luôn. Đâu hộp gì là 35.000 đi ha. 35.000. Măng chua, măng này măng chai gừng hay gì? Măng chai bánh tông mình. Bánh tông mình ha. Ở này là măng chua và mình nấu canh chua. Dạ, măng chua và nấu canh chua. Để ăn mì gói với bún. Dạ. Đó, chị bán mấy đồ lưu niệm luôn. Giống xe tăng không hả? Đây. Dạ. Hello mọi người. Anh gặp như anh em thích đóng vai bắt giới à. Vừa được ăn mà vừa được chọc gái nữa. Sư tăng cực lắm. Đây, anh chào mọi người nghe. Dạ, anh trên gió Gió Phương Nam. Gió Phương Nam mọi người. Anh ở đâu đi du lịch anh? Ở Cái Dầu. Cái Dầu. Cái đây luôn. Đây gia đình của anh đi ha. Đây xã bên kia, bên xã bên kia còn bên đây, bên dạ. Đây là chị, bên đây là chị. Đây nè, hai cây gậy đang đi xuống núi rồi. Đi núi là phải có gậy ha. Dạ rồi, chúc gia đình xuống núi vui vẻ nha. Chúc
kênh nhiều đây. Dạ. Nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Đâu đâu sư phụ đâu sư phụ đâu. Sư phụ đây đây hả? Dạ bây giờ gia đình của anh bắt đầu xuống núi. Dạ chào tạm biệt gia đình. Bye bye. Bye bye. Chị cũng có bán đầy đủ đồ. Mọi người lên đây thì chai mặn đều dùng được cả. Đầy đủ hết. Đi xuống chỗ cái bảng màu vàng dưới này là chỗ cái bảng màu vàng dưới này hả? Chị mới chỉ đi chỗ cái bảng màu vàng đó đi xuống. Rồi ok chị dắt em luôn. Quá mừng. Quá mừng. Em tên chân quá. Đất bằng tháng nè, nó mát dữ lắm luôn. Dạ. Giờ chị sẽ dắt mình đi cắm trại nha. Rồi, chị cứ đi trước. Dạ. Dạ, nay mới vừa quay lên rồi. Đang tìm chỗ cắm trại mà được chị chủ quán ủng hộ quá mừng. Quá vui luôn. Ở dưới kia thì người ta đòi thu phí. Dạ. Dạ xuống tắm miễn phí luôn. Đi ngoài. Thôi. Đi. Mới xe tăng mà giờ qua tâm tạng rồi hả? À, ông em thích đông về bác giới. Dạ khu vực này đang làm hả chị? Nghĩ sư huynh chờ để với. Wow. Dạ chỗ này mình có thể cắm trại được ha. Dạ trên kia thì dốc mình khó chỗ cắm trại, mình kia đâu có suối đâu hả chị? Dạ dạ chỉ suối dưới này. Đâu đúng rồi ok đây cái giọt suối đây mình có thể rửa gáy đồ nước trên này là nước sạch hơn dưới nhiều lắm á. Dạ đâu anh Sa Tăng ảnh anh hello mọi người nghe xuống dưới đang cửa hàng thành lập nghe em nhớ ủng hộ nghe mà em nhớ dạ em nhớ bắt giới là gặp gái là mới đi theo này Sa Tăng gặp gái đi theo là sao mình là để em của chưa bắt giới dạ. Đang quay phim đó. Đây chị chủ quán rất là xinh đẹp nha. Dạ rồi chị quay ngang chào khán giả cái chị đó quá đẹp luôn. Rồi ok em cảm ơn chị, em sẽ xuống đây cắm trại ở khu vực này. Ôi ơi quá êm. Hy vọng sau này chị mở ra những cái địa điểm du lịch chỗ này là chị sẽ thu hút đông khách nha. Chỗ này là êm lắm chị ơi. Em mở xong á, anh chị nào mà muốn cắm trại mà mình có đem liều chạy theo đó. Dạ. Mình cứ xuống đây mình cắm. Dạ. Đó, chị rất là dễ tính, vui vẻ, nhiệt tình, ủng hộ chị. Rồi em cảm ơn chồng mọi người ạ. À. Rồi em cảm ơn chị. Rồi hello Sa Tăng đi nghe bác giới. Rồi chào Sa Tăng. Theo sư phụ thỉnh kinh đi Sa Tăng bắt giới ở đây được rồi. Giờ mình tranh thủ mình nấu cơm ăn buổi trưa. Nấu cơm xong thì mình bỏ đây cái mình hôm nay mình ăn chay cái mình nướng mấy cái cà nè. Sáng mình đi mình chuẩn bị nấm với cà nước sẵn để lát mình nướng. Nhưng mà trước khi mình nướng mình nấu cơm trước, tại vì cơm nó có thời gian để cho nó chín. Nên giờ mình tranh thủ mình nấu cơm. Tạm thời để này bên. Đi chuẩn bị lon gạo luôn. Không phải một keo gạo nhưng mà một lon gạo. Đủ dừa để mình ăn. Rửa cái nồi nha.
mình nấu cơm xong mình ăn, ăn cơm xong rồi mình sẽ tắm suối, hay hoặc là có thể là mình tắm suối xong rồi mình lên mình ăn vo gạo cái đã. Các bạn nào có trải nghiệm thú vị giống mình thì cũng nên một lần thử cho biết cảm giác mà được đi phượt, vừa nấu nướng vừa cắm trại một cái địa phương nào đó xa lạ đối với mình, thật là phải nói là nó chiêu rất là nhiều các bạn. Hồi nãy mình ở dưới phía khu vực dưới á, do người ta khai thác du lịch nên không có cho mình cắm trại đâu, mình đem trại theo người ta cũng không có cho mình cắm đâu. Rồi cũng hên là mình đi đến khu vực này, chị chủ quán cho mình cắm trại tại đây. Chị nói là nữa khai thác cái khu du lịch nguyên khu du lịch này luôn là của chị, nhưng mà có thể là đây tới cuối năm hoặc là gặp qua năm sau là chị sẽ làm. Mong rằng sau này ở đây là một cái địa điểm du lịch đẹp và trải nghiệm cho tất cả mọi người khi đến khu vực suối. Đây là thượng nguồn luôn, không còn chỗ nào khác nữa, gần cái đập thủy điện rồi. Tiếp ga lên. Wow, bắt đầu cạn rồi nè. Rồi bây giờ mình để lửa thấp thôi, nhưng hơi là nó khét, lửa thấp xuống liu riu thôi. Chuẩn bị có cơm ăn rồi, 5 phút nữa thôi là có cơm ăn rồi. Wow, cơm chín rồi, nghe mùi khét luôn. Tạm thời mình bắt lửa đi, mình để đây. Rồi mình sẽ nướng cà và nấm. Bữa nay mình ăn chay nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ mình nha. Việc ăn chay rất là tốt cho sức khỏe. Mới mua cái dĩ này 15 ngàn nè. Bây giờ mình đem đi phượt nướng đồ này kia đồ. Wow, rất tuyệt vời. Nhưng mà mình không có cái dụng cụ, không có thiết bị gì để nướng chín mình để qua. Giờ mình sẽ đi cắt cái lá chuối để mình lót sau khi nướng chín nha. Đây là con dao quyền thoại. Wow, đây là cà tím ướp ngũ vị hương. Nấm. Nấm đùi gà. Hấp dẫn quá. Lửa này hơi cao, lửa hơi cao. Bao khét, bao khét. Một mình đi phượt mình chỉ sử dụng nhiêu là đủ rồi. Đủ cho bữa cơm mình rồi. Cũng không cần đòi hỏi gì quá nhiều. Nướng với cái dĩ đó lâu quá, mình mới phát minh mình lấy cục đá nè, rửa sạch sẽ xong bỏ lên nướng được nhiều. Chứ hồi nãy mình nướng bằng cái dĩ á, nè nướng được có mấy cái mà nó khét đen khét đỏ luôn nè mọi người. Mình lấy cục đá mình rửa sạch sẽ bỏ lên nướng. Wow, hấp dẫn quá. Chính là mình sẽ thưởng thức món ngon đặc sản tại núi rừng, núi cấm. Quá chiêu rồi, đây lên khói nghi ngút, tỏi thơm phức luôn. Wow, chín rồi, thơm quá, lên khói rồi nè. Mình nướng bằng đá nó hạn chế bị khét. Hồi nãy là cái này là do nướng bằng cái dĩ nè, bị khét luôn. Giờ đổi sang mấy cái này bằng đá hết. Đã quá, quá đã quá. Gà này lâu chín nhất nè. Khi mà ấy dạ, rồi anh này anh còn sống, anh nhảy xuống rồi.
nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Cát không à, chắc cái này lát mình rửa lại. Wow, thơm quá. Quá trời thơm. Chín rồi nè. Nấm đùi gà đã chín rồi. Lên khói nghi ngút nè. Quá thơm. Bỏ xuống đây. Bỏ trên mấy cái khác đi. Sáng giờ chỉ đợi có giây phút này thôi. Ăn xong tắm nước, tắm suối. Thưởng thức nấm đùi gà nướng trên đá bãi núi Gấm. Thơm quá. Ngon không? Sáng mình ướp cũng đúng gia vị luôn. Mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm. Không ngờ mình có tài nấu nướng như ta. Nấm này không biết nấm gì luôn. Nấm kim châm hay kim chi gì không biết luôn. Mua sáng người ta nói mình quên rồi. Mà thôi, giờ không cần biết tên, đói ăn đi. Ngon quá. Một cái bữa cơm chay tại núi Cấm cho tâm thanh tịnh. Xin mời mọi người ăn thử miếng cà khác. Nướng hồi nãy nướng nhìn cái dĩ ngạt luôn. Nhưng mà thôi kệ, ăn thêm như thế nào, đói rồi, còn chờ mấy cái này nữa. Vừa ăn à, ở ngoài nó tim nãy lửa nó hơi áp, nó ghét, nhưng mà ở trong rất là vừa ăn. Thưởng thức chiêu tại núi rừng. Quá ngon. Ăn cơm xong rồi mọi người, no quá, ngon quá. Uống miếng nước nữa, bắt đầu mình xuống suối mình tắm. Nhưng mà chắc có thể là mình xuống mấy khu vực mà suối ở khu vực chỗ mà người ta cho thuê cho dịch vụ á, mình đóng tiền như đó mình tắm. Chứ ở trên này thì chỗ này chị chủ quán chỉ chưa có khai thác du lịch. Mình cuốn liều lại và mình xuống đó mình tắm. Một cái trải nghiệm tại suối Thanh Long để cho mọi người thấy cái suối này đẹp như thế nào. Cái chỗ này là bị ngăn cái đập thủy điện rồi, không có suối. Thì một ngày nào đó chị chủ quán sẽ mở nguyên cái khu này thành một cái khu du lịch rất là đẹp. Mình nghĩ là vậy, thì mong mọi người ủng hộ chị. Bây giờ mình sẽ uống nước. Cái bình nước này mình mua trên Lazada nè, có 60 ngàn hay gì à. Được, đựng được 3 lít nước á. Khi mình chưa có nước nó sẽ xếp gọn lắm, nó dẹp lép tới này luôn. Nhưng mà khi có nước thì nó sẽ bung ra được 3 lít nước. Đây, dặn này là mình sẽ đổ nước ra nè. Đó. Đi du lịch dã ngoại thì nó thiếu dụng cụ đủ thứ hết trơn. Mình tạm thời mình uống trong cái nồi ăn cơm của mình luôn. Lấy cái muỗng ra. Mời mọi người uống nước. Quá. À, tranh thủ rửa nồi cơm và thu dọn thành trang xếp liều để xuống suối mình trải nghiệm nha. Rồi, yeah. Đây là khu vực thác suối Thanh Long. Mình đã xuống tới, bây giờ chuẩn bị xuống đó tắm. Hôm nay mình đi nước hơi ít mọi người. Phải đi mà những cái thời điểm mà mưa nhiều á thì suối nó sẽ chảy rất là nhiều nước. Có cái thác nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay mình đi nước ít quá. Một lần đi một lần khó, nhưng mà ông trời chưa quá cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tranh thủ xuống đó mình tắm. Để dễ quay chút xíu mình còn xuống núi nữa, mình đi những khu vực khác nha.
luôn mọi người. Cái trận hôm nay mình đi là ít nước quá, đi những ngày mưa nước nó nhiều. Quay con trai nè, nãy giờ nó nói là anh này anh YouTuber mà không có quay nó nè. Đó. Tên gì con trai? Vũ. Tên Vũ ha. Rồi gần vô học chưa? Con học lớp mấy rồi? Ồ, lớp 8 rồi. Ngầu quá. Chuẩn bị trời bắt đầu chuẩn bị mưa. Rồi cái góc này chụp hình đẹp nè. Nàng tiên cá mắc cạn trên núi. Đông đông luôn rồi. Bởi bơi thử là lâu quá không có bơi, không biết bơi không? Bởi vậy. Góc này chụp hình đẹp lắm mọi người. Chưa có mưa mà tát nước như bão vậy hả? Cắt quá vui nhộn luôn các bạn. Tắm suối mà đi chung với bạn bè, với gia đình gì này rất là vui luôn. Biết rằng gió phương Nam hôm nay đi có mình anh rồi. Nên tự quay, tự bi và tự diễn luôn. Ngày quay hello đây bạn gái. Hello đây nè. Hello đây nè. Đó. Hôm nay đi tắm suối Thanh Long vào một ngày mưa. Giới thiệu đây với mọi người, đây là người đẹp tắm suối. Chụp cho tấm hình nha. Đúng rồi, nó có cái bực chỗ đó. Đó,
Cuối cùng trời cũng đã mưa rồi. Đá mưa này hơi lớn nha. Quá vui, tắm suối mà gặp chặn mưa nữa. Hồi ở clip trước suối Otusa của chỗ phường Nam đấy thì cũng có chuyển mưa nhưng mà không có mưa. Không ngờ clip này đang tắm suối mà mưa thật sự mọi người. Mưa lớn quá luôn nè. Quá lớn rồi. Không biết cái liều của gió phương Nam có trụ được hay không. Đây. Đây không biết cái liều của gió phương Nam có trụ được không biết nữa. Bao giờ đang mưa. Mưa lớn lắm mọi người. Wow. Ồ, có cái chôm chôm nữa kìa. Ồ, dạ. Tự đâu có cái chôm chôm luôn à. Bây giờ đâu liền cục đá. Mưa đá. Đang tắm suối mà mưa. Mà hầu như mà khi có mưa xuống thì cái nước này nó ấm dần lên, nó không lạnh. Hồi nãy mình tắm thì cái nước nó mát lắm, nhưng mà tắm lâu thì nó lạnh. Khi mưa xuống cái bắt đầu nước nó hơi ấm dần lên, từ từ giống như ở dưới sông đó mọi người. Cục nước đá mà không lẽ xuống tan ra rồi. Đây là gió phương Nam hôm nay đi tắm suối gặp được hai nàng tiên cá. Hai nàng tiên cá mắc cạn. Đây là hai mẹ con đúng không? Nãy giờ đứng này chị em còn. Hai nàng tiên cá lên tắm suối bị mắc cạn và mắc mưa. Quá vui luôn mọi người. Đúng là trên kia nó kìa. Mà suối trên kia là mọi người biết kia là suối gì không? Suối đó là suối cầu thang. Trên cầu thang chảy nước xuống, mình kia là suối cầu thang. Suối đó mà tắm cái là êm lắm đó. Ướt hết rồi. Bữa nay em có liều nên là em có liều, em không có bị ướt. Chưa biết như thế nào. Còn hai cái liều để dành thay đồ là sập luôn. Sau cơn mưa này gió phương Nam sẽ xuống núi và đi những địa điểm khác. Nước xuống có những cái dòng suối nhiều, nhưng mà sau cận mưa này mình hy vọng là sẽ có nước nhiều chảy xuống cái ô như thế này giúp cái con suối này đẹp hơn. Thank you.
biệt tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng nào. Ngoài trời thì đang mưa. Nhóm Phương Nam đã lên trên cái liều của mình, vừa thay đồ xong và cũng vừa hoàn thành một cái clip về suối Thanh Long trong ngày hôm nay. Giờ Nhóm Phương Nam xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau. Mọi người đừng quên nhấn nút like và đăng ký để là người đầu tiên xem những video clip của Nhóm Phương Nam nha. Giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.